trưởng Đỗ Kim Lan cũng đã vừa giải thích thì tôi cũng xin phép được giải thích và làm rõ thêm về cách thức làm việc. Bởi vì trước đây thì chúng tôi cũng có một cái, thông thường là chúng ta có một cái cách thức làm việc khác một chút so với ngày hôm nay. Thì đây là một cái hoạt động mà chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức định kỳ một năm khoảng 2 lần. Chúng tôi gọi là họp ban tư vấn của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Và thông thường là chúng tôi họp tại Bắc, Trung và Nam. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì qua quan sát thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là nhu cầu về nâng cao năng lực cũng như là cập nhật các thông tin rất là nhiều từ các đơn vị. Và chúng tôi cũng mong muốn là tận dụng những cơ hội gặp mặt, gặp gỡ như vậy để chúng ta có thêm được những thông tin cũng như là những kiến thức mới liên quan đến sản xuất kinh doanh và xuất khẩu để cho chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp cũng như là các đơn vị làm xúc tiến thương mại. Do đó mà chúng tôi quyết định là tham vấn và cũng kết cấu lại chương trình. Ví dụ như hôm nay là chúng ta tổ chức 2-1, có nghĩa là họp ban tư vấn dự án. Tuy nhiên thì cái thức họp của chúng tôi khác lần trước. Thông thường buổi sáng lần trước là chúng ta họp 2 nhóm công tác, 2 cuộc thảo riêng rẽ. Sau đó buổi chiều là chúng ta tổ chức họp ban tư vấn dự án. Tuy nhiên thì hôm lần này chúng ta tổ chức khác một chút là ngay bây giờ chúng ta nhóm họp với nhau và chúng tôi sẽ thông tin nhanh cho các quý vị đại biểu về một số các hoạt động của dự án, các hoạt động chúng tôi đã triển khai và một số hoạt động sẽ triển khai trong năm nay và thời gian tới để các quý vị nắm được. Sau đó là chúng ta sẽ chia làm 2 cái hội thảo chúng ta bắt đầu triển khai hoạt động. Thế thì cái việc chia 2 hội thảo thì thưa quý vị là chúng tôi cũng xin thông tin thêm lần này là ban đầu ban quản lý chương trình là có phương án và chúng tôi làm toàn bộ trên tầng 10 là chúng ta có 2 cái phòng họp nhỏ ở cạnh nhau. Tuy nhiên thì qua cái số lượng đăng ký quá đông, 2 cái phòng họp nhỏ nó không thể chứa được. Thế ra chúng tôi phải chuyển từ phương án từ phòng họp tầng 10 xuống tầng 2 này. Và chút nữa thì cũng xin mời quý vị là ai đăng ký ở nhóm phát triển sản phẩm, chúng ta vui lòng là chúng ta sẽ ra ngoài đi cầu thang máy với phó cục trưởng Đỗ Kim Lan và trưởng nhóm Nguyễn Thành Tùng và chúng ta lên tầng 10 để chúng ta làm việc ạ. Như vậy là quý vị đại biểu đã nắm được chưa ạ? Đối với nhóm tài sản phát triển sản phẩm thì chúng ta có trưởng nhóm là ông Nguyễn Khánh Tùng, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư thương mại và hỗ trợ triển lãm thành phố Cần Thơ, và có cục trưởng Đỗ Kim Lan là hai đồng chủ trì của nhóm công tác này. Còn đối với nhóm tài chính thương mại thì chúng ta có ông Nguyễn Anh Đức là phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ và ông Nguyễn Văn Phương. Ông Nguyễn Văn Phương là giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại du lịch Tiền Giang. Đối với nhóm phát triển sản phẩm thì chúng ta có những tham luận như sau ạ. Chúng ta sẽ cùng nghe ông Ngô Tất Thắng, phó trưởng ban chuyên trách ban điều hành Ngô Cốt Quảng Ninh trình bày về mô hình mỗi xã một sản phẩm tại Quảng Ninh, và đây là một trong những mô hình mà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tỉnh thành. Và đối với phần tiếp theo là cái phần trình bày của phó cục trưởng Đỗ Kim Lan về vấn đề liên kết để phát triển sản phẩm đặc sản vùng miền và giới thiệu chi tiết về hỗ trợ đặc sản vùng miền vào cuối năm nay. Đấy là 2 cái phần trình bày chính ạ. Và đối với nhóm tài chính thương mại thì chúng ta sẽ làm việc hôm nay thì chúng ta có diễn giả chính đến từ ngân hàng PVBank. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mời khá nhiều các ngân hàng cũng như một số tổ chức tài chính thương mại đến làm việc với nhóm tài chính của chúng ta. Thì đối với phần làm việc của nhóm tài chính thương mại thì chúng ta có các phần trình bày của các diễn giả, 3 diễn giả đến từ ngân hàng PVBank. Cụ thể chúng ta tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp với ngân hàng, thông tin và hướng dẫn các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là phía ngân hàng cũng sẽ giới thiệu với các doanh nghiệp về giải pháp vay vốn không cần tài khoản thế chấp. Tôi cũng rất là mong là hôm nay chúng ta sẽ có những cái buổi làm thực sự là những phần làm việc sẽ thực sự là hiệu quả và sẽ mang lại những kiến thức để phục vụ cho các doanh nghiệp của chúng ta trong sản xuất và kinh doanh. Và đặc biệt là buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có hội thảo. Cái hội thảo của chúng ta lần này thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ khác so với những cái hội thảo lần trước, là chúng ta tập trung vào 2 cái hiệp định là hiệp định xuyên thái bình dương và hiệp định tự do Việt Nam EU. Thì đối với hoạt động này chúng tôi mời 2 chuyên gia, một chuyên gia nước ngoài, chuyên gia của châu Âu, ông là cố vấn trưởng của dự án Mochart, và chuyên gia thứ hai là thành viên của đoàn đàm phán của Bộ Công Thương, thì anh đã có rất nhiều kinh nghiệm vì anh tham gia từ ngày đầu cho đến thời điểm bây giờ, cho nên anh có rất nhiều các thông tin và kinh nghiệm để chia sẻ lại cho các doanh nghiệp. Thì kính mong là chiều nay là quý vị sẽ có được những phần mà chúng tôi gọi là hướng dẫn cũng như là những cái phần chia sẻ kinh nghiệm rất là thực tế về 2 cái hoạt động này. Đặc biệt là chúng tôi tập trung rất nhiều vào các cái phần như là những cái thách thức, những cái nguy cơ hoặc là những cái hướng dẫn rất cụ thể cho các doanh nghiệp, chứ không phải là chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu những kiến thức mang tính lý thuyết đối với 2 cái hiệp định này. Thì kính mong là quý vị đại biểu là chúng ta đã dành thời gian thì chúng ta cố gắng làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng chiều nay, chúng ta có thể ngồi đến tận cuối buổi để chúng ta có thể lĩnh hội được kiến thức.
Buổi chiều ngày hôm nay thì cũng như thường lệ thì ban quản lý chương trình cũng sẽ kính mời các quý vị đại biểu là chúng ta dùng cơm tại nhà khách. Tôi xin phép được kết thúc cái phần thông qua chương trình làm việc ngày hôm nay. Quý vị đại biểu ở đây có quý vị nào có câu hỏi hay là có bổ sung thêm gì về cái chương trình làm việc của chúng ta không ạ? Nếu quý vị không có câu hỏi mà không có phần nào bổ sung thì tôi xin phép bắt đầu cái phần đầu tiên, đó là tôi xin được thay mặt cho ban quản lý chương trình sẽ trình bày rất là nhanh và ngắn gọn một số hoạt động đã và đang diễn ra của dự án và một số những thiết kế hoạch sẽ triển khai từ nay đến cuối năm và dự kiến là đầu năm 2017.